Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các apps điện tử và trên hệ thống website cũng như YouTube của IBC TV Official. Sự phụ trách chương trình tin tức ngày hôm nay, xứng ngôn viên Ngô Cát Linh và Vũ Quang Minh xin trân trọng kính chào quý vị. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một số tin chính như sau. Liên Âu gia tăng biện pháp cấm vận đối với Nga. Macron, Le Pen đứng đầu cuộc chạy đua giành ghế tổng thống ở Pháp. Thượng Hải nới lỏng tình trạng phong tỏa ở một số khu vực, bất chấp số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. New Zealand gửi phi cơ Hercules và nhân viên quốc phòng đến châu Âu. Ký giả Nga phản chiến làm việc cho nhật báo Die Welt của Đức. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Macron và Le Pen đứng đầu cuộc đua giành ghế tổng thống ở Pháp. Người ủng hộ tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đứng đầu tổ chức cực hữu Marine Le Pen đêm Chủ nhật vui mừng với kết quả cho thấy hai ứng cử viên trên đã chính thức bước vào cuộc chạy đua nước rút để giành chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ tới. Cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen là sự tái lập của bầu cử năm 2017 với kết quả mang lại chiến thắng vào tay ông Macron, người đánh bại bà Le Pen với tỷ số cách biệt. Tuy nhiên, kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên được công bố vào tối Chủ nhật vừa qua báo hiệu cuộc đua đầy căng thẳng với việc Le Pen chỉ kém Macron vài phần trăm. Một tháng trước đây, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Macron chuẩn bị cuộc tái tranh cử khá thoải mái. Tuy nhiên, việc khởi động chiến dịch tranh cử muộn màng cùng với việc tăng tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ lạm phát gia tăng bị cử tri phản đối đã làm cơ hội chiến thắng của ông bị giảm sút. Cả hai ứng cử viên sẽ phải đối phó với một cuộc chiến khó khăn trong việc giành chiến thắng trước số lượng cử tri tăng cao bất thường vào cuối cuộc bầu cử. Những người quyết định kết quả của cuộc bầu cử: Macron đứng đầu vòng bầu cử tổng thống Pháp đầu tiên vào hôm Chủ nhật với 27,6% lá phiếu, trước Le Pen là 23,4%. Macron thu được số phiếu tín nhiệm cao hơn kết quả của chính mình trong cuộc chạy đua đầu tiên 5 năm trước, nhưng điểm của Le Pen cũng cao hơn. Ký giả Nga phản chiến làm việc cho nhật báo Die Welt của Đức. Nhật báo Die Welt của Đức vào hôm thứ Hai đã chính thức thuê bà Marina Ostyanikova vào làm việc. Ký giả đài truyền hình nhà nước Nga đã phản đối hành động quân sự của Moscow ở Ukraine giữa khi đài đang phát sóng bằng cách giơ bích chương phản đối chiến tranh. Thông báo của Die Welt xác nhận bà Ostyanikova, 43 tuổi, hiện là ký giả tự do của Die Welt, sẽ đưa tin tức thế giới, đặc biệt là Ukraine và Nga cho nhật báo và là cộng tác viên thường xuyên của băng tần truyền hình Die Welt. Ostyanikova là biên tập viên của băng tần truyền hình Channel One của Nga, đã xuất hiện giữa chương trình phát tin tức buổi tối vào hồi tháng 3 với tấm áp phích viết dòng chữ No War bằng tiếng Anh. Đó là sự kiện rất bất thường ở Nga, nơi mà truyền thông nhà nước bị kiểm soát chặt chẽ. Bà đã bị bắt và thẩm vấn suốt 14 tiếng đồng hồ vì hành động trên và buộc phải nộp số tiền là 30.000 rúp, tương đương với 280 Mỹ Kim để được thả. Bà Ostyanikova cho biết đã nghỉ việc nhưng không chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Emmanuel Macron xin tị nạn tại Pháp, nói rằng bà muốn ở lại Nga. Bản tin tiếp theo về việc Thượng Hải nới lỏng tình trạng phong tỏa ở một số khu vực bất chấp số ca nhiễm COVID-19 đang tăng. Giới chức thẩm quyền Trung tâm Tài chính Thượng Hải của Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các biện pháp phong tỏa tại một số khu vực bắt đầu từ thứ Hai, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận cao kỷ lục với hơn 25.000 ca, để cố gắng đưa thành phố trở lại bình thường sau hơn 2 tuần lễ, đình chỉ tất cả mọi hoạt động. Quyết định trên được công bố đồng thời với lời hứa hẹn sẽ áp dụng các biện pháp cứu trợ một số người trong số 25 triệu cư dân của thành phố đã vất vả tìm kiếm thực phẩm, thức ăn và thuốc men sau nhiều tuần bị nhốt chặn tại nhà
vì cuộc chiến ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch lớn nhất Trung Quốc kể từ khi COVID-19 được tìm thấy lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Nhà lãnh đạo thành phố Thượng Hải cho biết hơn 7.600 khu vực vẫn bị phong tỏa, gần 2.500 địa điểm đã được kiểm soát sau một tuần không có ca nhiễm nào và 7.500 khu vực được mở lại sau 2 tuần lễ nếu không có người bị nhiễm. Một nguồn tin khác cho hay, bạo loạn bùng nổ tại Thượng Hải vì người dân bị đói, nổi dậy chống lại lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp để thực hiện chính sách Zero Covid, hà khắc kéo dài hơn 3 tuần. Một đoạn băng hình đăng lên Weibo cho thấy đám đông người xông vào các cửa hàng để cướp các gói thực phẩm, trong khi các đoạn băng hình khác cho thấy đám đông giận dữ, cố phá vỡ rào cản được dựng lên khắp thành phố, xung đột với nhân viên y tế. Người dân Thượng Hải đang phải chịu đựng các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt nhất trên thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bị cấm rời khỏi nhà kể cả đi mua nhu yếu phẩm, thức ăn, làm nhiều người báo động không còn gì trong nhà để ăn. Liên minh châu Âu gia tăng biện pháp cấm vận Nga. Vào hôm thứ Hai, nhà ngoại giao hàng đầu của khối Liên Âu Josep Borrell tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Nga. Josep Borrell cho biết, như trên khi được hỏi liệu Liên minh châu Âu có sẵn sàng xem xét lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga để trả đũa cuộc xâm lược Ukraine của Moscow hay không. Ông nói với các ký giả tham dự cuộc họp ở các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Luxembourg rằng các ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ thảo luận các biện pháp tiếp theo để cấm vận Nga. Trước đó, người phụ trách chính sách đối với ngoại an và an ninh của Liên minh châu Âu là Josep Borrell đã cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Slovakia và Thủ tướng Ukraine Denis bị thác sát tình hình thị trấn Bucha, vùng ngoại ô Kiev để xem xét tội ác do quân đội Nga gây ra đối với thường dân Ukraine. New Zealand gửi phi cơ Hercules và nhân viên cứu phòng đến cho Âu Châu. New Zealand sẽ đưa một chiếc phi cơ Hercules và đội chuyên viên 50 người đến châu Âu để yểm trợ Ukraine chống trả lính Nga xâm lược. Thủ tướng Jacinda Ardern vào hôm thứ Hai cho hay lực lượng của họ sẽ hoạt động trong thời hạn 2 tháng và đồn trú tại nước Đức. Bà Jacinda Ardern cũng nói sẽ đóng góp 13 triệu đô la New Zealand, tương đương với 8,8 triệu Mỹ Kim cho chính phủ Anh để mua vũ khí và đạn dược cung cấp cho Ukraine, giúp đẩy lùi quân đội Nga xâm lược, bảo vệ nền hòa bình toàn cầu. Chiếc Hercules theo dự tính sẽ rời New Zealand vào ngày thứ Tư, nhưng không bay đến Ukraine mà sẽ đi khắp Âu Châu để vận chuyển thiết bị và vật tư đến các trung tâm phân phối cho người tị nạn Ukraine. Đến đây, chương trình tin tức xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại cho đài. Chúng tôi sẽ quay lại với một số tin tức như là các nhà lập pháp Pakistan bầu tân thủ tướng thay thế Imran Khan bị lật đổ, hoặc là giáo sứ Nga bị sa thải và phạt tiền vì nói với học trò rằng Ukraine là quốc gia độc lập, hoặc là tin về Thủ tướng Áo gặp Putin vào hôm thứ Hai để nói sự thật về cuộc chiến tranh với Ukraine và một số tin tức mới nhất vừa được cập nhật. Kính mời quý khán thính giả vẫn tiếp tục đón xem trên đài IBC TV. Chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã đồng hành với IBC TV. Trở lại phần tin tức là bản tin về các nhà lập pháp Pakistan bầu tân thủ tướng thay thế Imran Khan bị lật đổ. Tin từ Islamabad cho hay, các nhà lập pháp Pakistan vào hôm thứ Hai bỏ phiếu bầu tân thủ tướng để thay thế ông Imran Khan bị lật đổ và ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiến pháp xảy ra. Ứng cử viên hàng đầu Shahar Sharif, nhà lập pháp phe đối lập và là anh trai của cựu thủ tướng Nawaz Sharif, bị thất sủng và đã được chọn làm tân thủ tướng. Nhưng sự lựa chọn này không bảo đảm một con đường rõ ràng sẽ giúp Pakistan thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, làm tỷ nạn lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Khan, cựu ngôi sao cricket, người theo tư tưởng Hồi giáo bảo thủ, đã bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm để lật đổ sáng Chủ nhật sau 3 năm 8 tháng tại vị. Các nhà lập pháp của đảng cầm quyền hợp cùng lực lượng liên minh đã lật đổ ông Khan với 174 phiếu, chiếm đa số quốc hội 342 ghế. Phe đối lập đã chọn ông Shahbaz Sharif làm ứng cử viên thủ tướng. Ông Khan của đảng Pakistan, Tehreek-e-Insaf,
cầm quyền đã tổ chức cuộc biểu tình cuối ngày Chủ nhật, quy tụ hàng trăm người ủng hộ để phản đối việc lật đổ ông và mô tả chính phủ tiếp theo là một chính phủ áp đặt. Tại các thành phố khắp Pakistan, người ủng hộ ông Khan tuần hành để kêu gọi đưa ông Khan trở lại chiếc ghế thủ tướng. Khan đánh trúng tâm lý chống Mỹ ở Pakistan, cáo buộc Washington âm mưu lật đổ ông. Cựu thủ tướng Nawaz Sharif bị lật đổ năm 1999 trong cuộc đảo chính quân sự. Shabazz Sharif đã 3 lần giữ chức vụ tỉnh trưởng Punjab lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất Pakistan, nơi sinh sống của 60% dân số, 220 triệu dân. Con trai của ông là Hamza đã được Quốc hội tỉnh Punjab bầu làm thủ tướng vào tuần trước, loại bỏ ứng cử viên của Khan. Đảng của Khan tiếp tục thách thức kết quả cuộc bầu cử và Sharif vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức. Giáo sư của Nga bị sa thải và phạt tiền vì nói với học trò rằng Ukraine là quốc gia độc lập. Một giáo sư ở Nga vào hôm thứ Hai bị phạt tiền và sa thải sau khi bị một học sinh lớp 8 của bà ghi âm lời bình luận về cuộc chiến tranh xâm lược của người Nga, khẳng định rằng Ukraine là một quốc gia độc lập. Cô giáo Marina Duprova đã cho học sinh lớp 8 xem một đoạn băng hình trên YouTube mang thông điệp phản chiến và nhận định như trên khi trả lời thắc mắc của một nhóm nữ sinh về cuộc chiến tranh tại Ukraine. Duprova là giáo sư tiếng Anh của đảo Sakhalin ở Nga, nói với nữ sinh rằng Ukraine là quốc gia độc lập. Vài ngày sau, cảnh sát Nga đến trường học, trưng một đoạn băng ghi âm lời bình luận của bà do một học sinh ghi lại. Bà Marina Duprova bị phạt 400 Mỹ Kim vì tội công khai làm mất uy tín của lực lượng Nga và bị nhà trường sa thải vì hành vi trái đạo đức. Khi nói về những người Nga ủng hộ chiến tranh, Duprova cho rằng họ đã bị điên. Thực tế cho thấy nhiều người Nga lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, mặc dù không rõ mức độ lan rộng trong xã hội Nga. Hơn 430.000 người biểu tình phản chiến đã bị bắt ở Nga tính đến đầu tháng 3. Thủ tướng Áo gặp ông Putin vào hôm thứ Hai để nói sự thật về cuộc chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Áo Karl Nehammer gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày thứ Hai. Nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên công du Moscow và gặp người đứng đầu Điện Cẩm Linh kể từ khi Nga xua quân xâm lược ở Ukraine vào cuối tháng 2. Ông Karl Nehammer trước đó khẳng định rằng Áo là quốc gia trung lập nhưng phản đối cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga. Ông cho rằng Nga cần phải chấm dứt cuộc chiến tranh, đồng ý thiết lập hành lang di tản và viện trợ nhân đạo để các tổ chức quốc tế điều tra về các giáo nước này và cáo giác nước này phạm tội ác chiến tranh. Nehammer cho biết đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng điều hành châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch công du Moscow. Một ngày sau khi Nehammer gặp giới chức thẩm quyền Ukraine, gồm Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Denis Chamow tại Kiev vào hôm thứ Bảy, Áo không thuộc Liên minh phòng thủ NATO cũng đã thu hồi tư cách ngoại giao của 4 nhà ngoại giao Nga, 3 người tại tòa đại sứ Nga ở Vienna và một người làm việc tại trụ sở tổng lãnh sự Nga ở Cyprus, quốc gia châu Âu mới nhất, trục xuất các nhân viên Moscow vì hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Các nhân viên ngoại giao Áo đã được lệnh rời khỏi Nga vào hôm thứ Ba. Còn theo Ngoại trưởng Áo Alexander, thì chuyến công du Nga của Thủ tướng Karl Nehammer vào hôm thứ Hai nhằm mục đích nói cho Tổng thống Putin biết sự thật về cuộc chiến ở Ukraine và khẳng định Putin trên thực tế đã thua về đạo đức trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Bản tin tiếp theo về việc Macron và Le Pen khởi động các chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp vòng 2. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông muốn thuyết phục nhiều cử tri Pháp ủng hộ tầm nhìn ôn hòa của mình, bắt đầu một cuộc cạnh tranh kéo dài 2 tuần chống lại đối thủ thách thức cực hữu Marine Le Pen trước vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Trong khi đó, bà Le Pen đã sẵn sàng trong cuộc chạy đua lên kế hoạch nhấn mạnh đến giá năng lượng và thực phẩm ngày càng tăng đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các hộ gia đình nghèo trong thời gian gần đây, trong khi ông Macron tập trung nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine. Hai ứng cử viên này đứng đầu cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng đầu tiên vào ngày Chủ nhật 10 tháng 4, tái diễn cuộc đọ sức của họ trong năm 2017. Ông Macron đã vượt qua bà Le Pen 5 năm trước trong cuộc tranh cử tổng thống vòng 2, nhưng tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy nhà lãnh đạo của mặt trận quốc gia lần này tiến gần hơn đến khả năng chiến thắng. Kết quả bầu cử của Pháp sẽ có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi vào lúc Âu Châu vất vả kiềm chế những tác hại của cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin Việt Nam. Việt Nam rơi vào thế đối nghịch với Tây Phương khi bỏ phiếu chống nghị quyết khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đài Á Châu Tự Do vào hôm nay dẫn lời một nhà phân tích quốc tế nói rằng lá phiếu của Việt Nam chống lại nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm có thể đã chấm dứt hy vọng đứng đầu tổ chức này. Tổng cộng có 24 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran và Syria. Tuy nhiên, với đa số áp đảo 93 quốc gia bỏ phiếu đồng ý, Moscow đã quyết định rút lui. Việt Nam trước đó công khai tuyên bố ý định tranh cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thế nhưng, các nhà phân tích thời sự cho rằng Hà Nội hiện nay rất khó nhận được sự ủng hộ của quốc gia Tây Phương vì thái độ ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Theo ông Carl Thayer, giáo sư trường Đại học New South Wales của Australia, thì Việt Nam đã tự bắn vào chân mình và các quốc gia trên thế giới đang phản đối hành động xâm lược Ukraine của Nga sẽ không ủng hộ Việt Nam, mặc dù Việt Nam đã hai lần được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Thayer cho rằng, có thể Hà Nội đang cố chứng minh rằng đối thoại và đàm phán sẽ hữu hiệu hơn biện pháp cô lập Nga. Nhưng bỏ phiếu trắng thì tốt hơn thái độ bỏ phiếu trống, vì đây là hành vi cho thấy Việt Nam đứng về phía đối nghịch với Tây Phương. Bản tin tiếp theo về việc Ngoại trưởng Canada công du Việt Nam. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã mở đầu chuyến công du Indonesia và Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 để mở rộng mối liên lạc hợp tác trong khi thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sắp tới của chính phủ quốc gia này. Trong chuyến công du, Ngoại trưởng Canada cũng sẽ tham dự các cuộc họp thảo luận về hàng loạt thách thức toàn cầu, trong đó có việc thiết lập chính sách ngoại giao để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine vô cớ của Nga và nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Myanmar. Tại Hà Nội, bà Ngoại trưởng Canada tham dự nhiều cuộc họp với các cán bộ lãnh đạo nhà nước để nhấn mạnh mối liên lạc song phương lâu đời giữa hai quốc gia trong giai đoạn kỷ niệm 50 năm ban giao vào năm 2023. Việt Nam hiện là quốc gia hợp tác thương mại lớn nhất của Canada ở khu vực ASEAN. Truy lùng nhóm đánh cắp cả cây cầu. Ấn Độ cảnh sát truy tìm các thành viên của một băng nhóm đã phá dỡ một cây cầu sắt dài gần 20 mét ở bang Bihar để bán sắt vụn. Những tên trộm đóng giả làm quan chức chính phủ thuộc sở thủy lợi ở bang Bihar ở phía đông Ấn Độ dùng máy cắt và máy xúc để phá dỡ cây cầu tại làng Amiyawa, cách thủ bang khoảng 150 km. Giới chức Ấn Độ hôm nay đã thông báo. Một cảnh sát cho biết người dân Amiyawa nghĩ rằng chính phủ đã quyết định dỡ bỏ cây cầu cũ, được xây trên kênh dẫn nước cách đây khoảng 3 thập kỷ và hiện không còn được sử dụng. Trước đó, một người dân địa phương đã gửi đơn lên sở thủy lợi xin tháo dỡ cây cầu. Họ đến với máy móc hạng nặng, máy cắt và làm việc suốt 2 ngày để dỡ cây cầu. Người dân địa phương đã hỏi danh tính những người này và được trả lời rằng sở thủy lợi thuê họ đến tháo cầu. Ganhi Chowhari, 29 tuổi, dân làng Amiyawa cho hay, hồi đầu tuần, đống sắt thép đã được chất lên một chiếc xe và chở đi. Chúng tôi đã xác định được một số thành viên của băng nhóm và một số vẫn chưa được bị phát hiện. Họ đã bị phá hủy tài sản công cộng và đánh cắp cả một cây cầu. Shubha Kumar, quan chức cảnh sát đang điều tra sự việc nói. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi trưa ngày hôm nay cùng với đài truyền hình IBC TV do ban tin tức xuống ngôn viên Ngô Cát Linh và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài. Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị vô lượng an lạc và tiếp tục đón theo dõi các chương trình đặc sắc của IBC TV.